Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ca sĩ Ngô Quốc Linh qua đời do Covid-19, hưởng dương 41 tuổi. Thông tin ca sĩ Ngô Quốc Linh ra đi vĩnh viễn vì Covid-19 được nghệ sĩ Bình Tinh, Lưu Chấn Long chia sẻ trên mạng xã hội vào tối ngày 11 tháng 12. Trước đó, theo chia sẻ từ nghệ sĩ Bình Tinh, Ngô Quốc Linh được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng không qua khỏi. Ca sĩ Ngô Quốc Linh đã có hơn 15 năm gắn bó với nghệ thuật, anh nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương và được khán giả trên khắp cả nước biết đến và yêu mến. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Ngô Quốc Linh gặt hái được không ít thành công với những ca khúc nổi tiếng như Chuyện tình ao cá, Thư tình cuối mùa thu, Anh biết em đi chẳng trở về, Nội tôi. Nam ca sĩ cũng đã thực hiện live show ca nhạc và phát hành CVD với sự thành công vang dội. Có thể nói, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó có nhiều nghệ sĩ tài năng. Trước nghệ sĩ Kim Thủy, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Y Jang Tên, nghệ sĩ Bạch Mai cũng không qua khỏi do Covid-19. Hiện tại, nhiều nghệ sĩ và khán giả đang gửi lời cầu nguyện cho linh hồn nam ca sĩ Ngô Quốc Linh sau khi hay tin anh mất.